Xin chào anh em, trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em một số thủ thuật để chúng ta có thể sử dụng Chrome trên Android một cách dễ dàng hơn. Giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn cho để dài dòng. Thứ nhất là chúng ta có thể chuyển giữa những cái tab với nhau bằng một cách rất đơn giản, đó là chỉ cần quẹt cái ngón tay trên cái thanh địa chỉ này. Đó. Bạn thấy là bây giờ mình có thể chuyển giữa Tinh tế và VN Express chỉ với một cái lần swipe thôi, rất là nhanh. Bạn cũng có thể kéo ngón tay xuống như thế này để mà tiết lộ hết những cái tab đang mở, rất là dễ dàng, các bạn thấy không? Thủ thuật thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Reader Mode. Thì trong một số cái bài viết nhất định á, thì Chrome nó có thể cho bạn xem cái nội dung bằng một cái cách rất là tuyệt vời. Bạn không có quảng cáo, không có hình ảnh dư thừa, tất cả chỉ tập trung vào nội dung chính của bài viết thôi. Nếu bạn hay đọc tin tức trên Tinh tế nè, các bạn coi những cái bài thủ thuật hoặc là các bạn đọc báo chẳng hạn, thì tính năng Reader Mode này sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Nhưng có một vấn đề, đó là Reader Mode mặc định nó sẽ không được kích hoạt sẵn. Do đó để kích hoạt thì các bạn sẽ vào cái thanh trình duyệt, các bạn gõ chữ Chrome, dấu hai chấm, xuyệt xuyệt, flag. Flag có chữ S nha các bạn. Sau đó các bạn vào cái trang này, các bạn dùng cái tính năng là Find in Page và các bạn gõ cái từ khóa sẽ là Reader. Thì ở đây có cái mục là Reader Mode Triggering, thì bạn có thể chọn vào, có rất là nhiều tự chọn cho bạn. Bạn có thể chọn Default là mặc định là nó tắt rồi. Với những cái bài viết nào có cái cấu trúc đặc biệt thì nó mới hiện lên thôi. Hiện lên ở tất cả những cái bài viết nào mà có chữ dài hoặc là luôn luôn hiện thì cái này tùy bạn. Mình thì mình để luôn luôn hiện bởi vì có một số bài viết nó không có theo cái cấu trúc nhất định cho nên Chrome không hiện ra. Trong khi nếu mình chọn Always thì cỡ nào cũng đảm bảo là hiện ra hết. Chức năng thứ ba đó là chúng ta có thể xem những cái tab đang mở trên máy tính, rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ mình đang mở một cái tab nào đó ở trên máy tính nhưng mà bây giờ mình có việc mình phải đi ra ngoài, thì thay vì bạn phải vào lại cái trang web một cách thủ công hay là gõ lại địa chỉ thì bạn chỉ cần vào cái recent tab như lúc nãy mình cho các bạn xem, và toàn bộ những cái tab trên máy tính, trên tất cả các thiết bị của bạn nó sẽ xuất hiện ở đây. Yêu cầu duy nhất đó là bạn chỉ cần đăng nhập cùng một Google account mà thôi. Tiếp nữa là một cái tính năng data saver. Các bạn sẽ vào setting, sau đó vào phần data saver này. Thì data saver là cách mà Google Chrome có thể tiết kiệm dung lượng cũng như tiết kiệm thời gian tải web cho chúng ta, đặc biệt là khi sử dụng 3G. Data saver nó sẽ nén dữ liệu trước ở trên server của Google trước khi đẩy về điện thoại của chúng ta, do đó web nó sẽ nhỏ gọn hơn. Như ở đây, chỉ mới trong một ngày sử dụng thôi mà mình đã có data saver tiết kiệm được 8%, cũng khá là tốt. Trong khi đó chất lượng web hay là chất lượng hình ảnh thì không suy giảm nhiều so với bình thường. Với những anh em nào mà mắt hơi kém hoặc là chúng ta có vấn đề về thị lực thì bạn có thể vào tiếp phần setting, sau phần accessibility, và ở đây bạn có thể chỉnh lại được cái kích cỡ chữ tùy theo cái nhu cầu của bạn. Đó, bạn nếu mà bạn mắt kém hoặc là bạn có quen người nào mà mắt nhìn không rõ thì các bạn có thể chỉnh cái cỡ chữ này to lên cho họ. Mặc định thì Google họ để ở mức 100%. Cũng trong giao diện này bạn thấy có một cái nút tên là for zoom, thì có một số trang web nó không cho chúng ta zoom, nó vô hiệu hóa cái tính năng đó, nhưng bạn vẫn muốn zoom chẳng hạn như là để đọc chữ cho rõ hơn chẳng hạn, thì bạn sẽ tích vào cái ô này, vậy là xong. Tính năng kế tiếp mình muốn chia sẻ với anh em đó là khả năng in. Thì Chrome mặc định nó đã có sẵn cái nút print cho chúng ta rồi, các bạn chỉ cần bấm vào và in thôi. Thì chức năng in này nó sẽ rất là tiện, nếu mà bạn có máy in không dây thì lúc đó Chrome nó sẽ chuyển cái file này qua cái máy in không dây cho bạn in luôn. Nhưng ngay cả khi bạn không có máy in không dây thì bạn vẫn có thể tận dụng tính năng này để in cái trang web thành file PDF, sau đó gửi file PDF cho bạn bè hoặc là dùng cho mục đích gì đó thì tùy bạn. Ở đây chúng ta có cái nút select printer, thì nếu mà máy in của bạn không dây á, máy in không dây thì nó sẽ hiện ra đây, còn nếu không thì bạn có thể save file PDF. Thì mình chọn Save PDF và mình nhấn cái nút này. Rồi, vậy là cái file PDF đã được tạo ra và mình chỉ việc chọn cái nơi lưu của nó mà thôi. Chẳng hạn như mình lưu vào thư mục Download hoặc là lưu lên Google Drive cũng được. Một cái điểm vui vẻ nữa cuối cùng mà có thể là anh em không để ý, đó là cái tính năng chơi game. Ủa tại sao lại chơi game ở đây? Thì bây giờ mình sẽ thử ha. Mình sẽ vô hiệu hóa cái mạng của máy để mà giả lập lại cái việc mà mất kết nối Internet. Thì bây giờ nếu mà mình vào những cái trang web thì bạn sẽ thấy một cái giao diện rất là quen thuộc, có một con khủng long. Nếu mà bạn ấn vào con khủng long này thì bạn thấy là nó sẽ bắt đầu chạy. Đây là một cái game dạng Easter thôi. Đó, các bạn sẽ làm chơi giống như Angry Birds vậy đó. Xin lỗi các bạn, giống như Flappy Bird vậy. Tức là các bạn có nhiệm vụ là phải né qua được những cái cây này bằng cách là chạm vào màn hình. Thì lúc đó con khủng long nó sẽ nhảy lên. Ở đây mình đang quay video cho nên mình chơi rất là cùi. Rồi, đó là những cái thủ thuật rất là nhỏ mà đơn giản cũng như là hữu ích mà mình muốn chia sẻ với anh em về Chrome trên Android. Xin cảm ơn anh em.